Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Ba anh em ở Sài Gòn bỏ chạy khi cây bồ đề 15m bật gốc. Cây bồ đề cao hơn 15m bất ngờ đổ gãy trong khuôn viên chung cư Ngô Gia Tự, thành phố Hồ Chí Minh. Ba người ngồi nhậu dưới gốc cây may mắn chạy thoát. Khoảng 19:30 ngày 12 tháng 7, cây bồ đề hơn 20 năm tuổi, đường kính 1m, cao khoảng 15m, được trồng ở lô X của chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, bất ngờ bật gốc dù trời không mưa gió. Lúc này, nhóm ba anh em ruột đang ngồi nhậu dưới gốc cây vội vàng tháo chạy. Nghe tiếng rắc rắc từ thân cây, chúng tôi đang ngồi nhậu liền đứng dậy, chạy được vài bước chân thì thân cây ngã nhào xuống đúng chỗ chúng tôi ngồi. Anh Nguyễn Văn Linh, 37 tuổi, quê Bến Tre, người may mắn thoát chết kể. Tại hiện trường, một xe máy bị thân cây đè bẹp, chiếc xe tải biển kiểm soát 51C cũng bị cây đổ trúng, hư hỏng. Hệ thống đường dây điện bị kéo đứt dây, cúp điện một số khu vực. Đến 22 giờ cùng ngày, nhân viên điện lực cùng người của công ty cây xanh vẫn đang khắc phục sự cố. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.